Lý do chúng ta chưa đạt được cái điều mình mong muốn. Các anh chị hay nghe nói kết quả nào trời trao của ấy. Các anh chị biết là trong mỗi chúng ta đều có một cái tâm thức. Tâm thức thì được chia làm hai phần. Một là ý thức, chiếm chỉ có 10% năng lượng thông tin, nhưng nó lại có một cái chức năng vô cùng quan trọng, đó là quyết định và lựa chọn. Nó ý thức được là đúng hay sai. Phần thứ hai đó là tiềm thức. Tiềm thức thì chiếm đến 90% năng lượng thông tin, nhưng mà nó chỉ có chức năng đồng ý và cho thêm, hay còn gọi nó là vô thức, nghĩa là nó không ý thức được những cái việc mình làm. Trong cuốn sách Sức mạnh tiềm thức của ông tác giả tiến sĩ Joseph Murphy, ông có chia sẻ hơn 90% đời sống tinh thần của bạn là tiềm thức. Nếu bỏ qua sức mạnh kỳ diệu này, bạn đã đánh mất rất nhiều cơ hội trong cuộc đời. Ví dụ như các anh chị đang cầm trên tay mình một quả chanh rất là mong nước, các anh chị cầm một con dao thái ra từng lát, cầm lấy một miếng và chấm vào đĩa muối, cho vào miệng nhai chanh. Đấy, các anh chị thực tế không có chanh nhưng chúng ta vẫn cảm thấy chua và chảy nước miếng, đúng không ạ? Vậy thì cái tiềm thức của chúng ta cũng vậy, nó hoạt động theo những cái gì suy nghĩ của chúng ta. Nên là chúng ta hay tập trung vào những cái điều không tích cực, tập trung vào những điều chúng ta không muốn, thì tiềm thức nó đồng ý và cho thêm. Và trong cuộc sống ấy, chúng ta không biết về tiềm thức, chúng ta cứ hay phàn nàn về chồng, về vợ, về con, hay là về nợ nần ấy, thì chúng ta đang nghĩ đến cái gì thì tiềm thức nó đồng ý và cho thêm. Ví dụ thay vì các anh chị hay quát con là suốt ngày chơi điện thoại, thì cũng giống như kiểu là thằng nói các anh chị rằng là các anh chị không được nghĩ đến một con voi màu hồng nhé. Các anh chị không được nghĩ đến một con voi màu hồng nhé. Thế thì các anh chị có nghĩ đến con voi màu hồng không? Vậy thì chúng ta hay nói với con là con không được chơi điện thoại nữa, rồi con cất điện thoại đi, con không được chơi điện tử nữa. Là chúng ta đang nói với tiềm thức của con về điện tử, về điện thoại. Vậy thì thay vì như vậy, chúng ta muốn con ngoan ngoãn, muốn con nghe lời, thì chúng ta hãy nói những điều mình mong muốn là con đi học bài đi, hay là con đi làm việc gì đấy cho mẹ đi chẳng hạn. Bởi vì thực tế chúng ta đã quát con rất là nhiều rồi nhưng con vẫn chưa nghe. Thì thay vì như vậy, chúng ta hãy nhẹ nhàng và nói với con những cái điều mình mong muốn là con đi học bài đi, hay là con đi làm cái này làm cái kia cho mẹ đi. Ví dụ chúng ta nợ 100 triệu thì chúng ta hãy học cách làm sao để làm ra 200 triệu. Thì chúng ta đã trả nợ đi 100 triệu và chúng ta vẫn còn dư 100 triệu, đúng không anh chị? Nếu anh chị đang mong muốn tìm cho mình một cái môi trường để được rèn luyện, học tập, phát triển từ những người thành công, từ những người giàu có, thì có thể nhắn tin và tham gia cùng với Hằng, người tặng các anh chị những cái bộ công thức của người thầy của mình. Và thầy đã giúp đỡ cho hàng nghìn anh chị em thay đổi cuộc sống và đi được tuyệt vời hơn về sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Học theo người thành công để thành công luôn. Các anh chị hãy follow kênh của Hằng để nhận được nhiều giá trị hơn nữa các anh chị nhé. Xin cảm ơn các anh chị.